Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trên Ghế. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 3, 5, 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần trên HTV9. Tôi là Lăng Việt và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Trên Ghế hôm nay có gì? Dat Bike giới thiệu 3 mẫu xe máy điện Quantum S-Series. Suzuki Jimny giảm giá tại đại lý. Đoàn VinFast VF8 chinh phục Tây Tạng đã đi qua nửa hành trình. Trong phần Trên Ghế nóng, hãy cùng gặp gỡ chuyên gia Quang Anh để thảo luận về chủ đề cơ hội và thách thức của Honda Civic Hybrid. Và đừng quên mini game ở cuối chương trình. Sau đây là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Hãng xe Việt Dat Bike vừa cho ra mắt 3 mẫu xe máy điện Quantum S-Series, bao gồm S1, S2 và S3. Quantum S1 là phiên bản thể thao và cao cấp nhất. Xe sử dụng động cơ điện công suất 9,4 mã lực và có thể tăng tốc từ 0 đến 50 km/h chỉ trong dưới 3 giây. Tầm hoạt động 285 km một lần sạc, với giá bán từ 49,9 cho tới 50,9 triệu đồng tùy màu sắc. Quantum S2 là phiên bản thấp hơn, sử dụng động cơ công suất 8 mã lực. Bộ pin vẫn có tầm hoạt động 285 km một lần sạc, giá bán 42,9 triệu đồng. Phiên bản thấp nhất là Quantum S3, với giá bán 34,9 triệu. Động cơ 8 mã lực nhưng tầm hoạt động chỉ còn 200 km một lần sạc. Trong diễn biến khác, một đại lý Suzuki tại miền Trung vừa thông báo khuyến mãi đối với mẫu Jimny 2024. Cụ thể, mức giảm giá 76 triệu tương đương với gần 100% lệ phí trước bạ. Đưa giá bán thực tế của Jimny tại đại lý nói trên chỉ còn 713 triệu đồng. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Jimny ra mắt tại Việt Nam. Tuy nhiên thì chương trình khuyến mãi này không được áp dụng trên toàn quốc. Ở một diễn biến khác, đoàn xe VinFast VF8 chinh phục Tây Tạng đã đi qua nửa hành trình. Theo chia sẻ của các thành viên, những chiếc VinFast VF8 đã đến trại căn cứ Everest Base Camp nổi tiếng. Ở độ cao hơn 5.200m, nhiệt độ xuống đến âm 5 độ C. Đây là một trong những điểm dừng chân mà bất cứ một nhà leo núi chuyên nghiệp nào cũng phải ghé qua. Sau đó, đoàn tiếp tục tham quan những di tích nổi tiếng tại thành phố Lhasa. Đây được xem là thủ phủ của vùng đất Tây Tạng huyền bí. Trong đó, nhiều người ấn tượng với di sản văn hóa thế giới, cung điện Potala và chùa Đại Chiêu. Vẫn trên cung đường đó, 4 chiếc VF8 vẫn cho thấy khả năng hoạt động tốt. Việc sạc pin không gặp nhiều khó khăn. Và theo kế hoạch, cả đoàn sẽ quay trở lại Hà Nội vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Chào đón quý vị trở lại với Trên Ghế Nóng. Chúng tôi đã có mặt tại một không gian rất đẹp nằm trong khuôn viên hội chợ triển lãm SCC, nơi đang diễn ra triển lãm ô tô xe máy Việt Nam Motor Show năm 2024. Kính thưa quý vị, tại triển lãm này, một trong những mẫu xe không thể không kể tới đó chính là Honda Civic Hybrid. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn luận về cơ hội cũng như thách thức của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới cùng với anh Quang Anh. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Trên Ghế và xin chào anh Việt. Tôi rất là vui được ngồi đây để chia sẻ những ý kiến của mình về cái mẫu xe đình đám của Honda được ra mắt trong triển lãm Motor Show năm 2024, đó là Honda Civic Hybrid. Đầu tiên thì cảm ơn anh Quang rất nhiều vì đã nhận lời tham dự chương trình Trên Ghế ngày hôm nay. Thì đúng là người ta nói là trong bất kỳ một cái sự kiện nào đấy thì chúng ta luôn cần một cái thứ gì nó hot để thu hút khán giả và thu hút cái dư luận nữa. Và đúng là Honda Civic Hybrid nó đang làm được rất là tốt điều đấy. Nhưng có một vấn đề đang đặt ra đấy là thực ra mà nói doanh số của Civic là không cao. Vậy nên từ góc nhìn của anh thì anh cho rằng là cái việc bổ sung bản hybrid đối với mẫu xe này nó có ý nghĩa như thế nào với Honda Việt Nam nói chung và Civic nói riêng? Từ góc độ cá nhân của tôi thì tôi đánh giá cái việc mà Honda Civic Hybrid trở thành mẫu xe đình đám nhất của Honda tại Motor Show lần này, đó là nó nằm trong cái tính toán về mặt chiến lược của Honda Việt Nam hơn là những mục tiêu về doanh số. Có 3 lý do mà tôi đánh giá là tại sao Honda Civic Hybrid sẽ xuất hiện tại thị trường tại thời điểm này. Lý do thứ nhất đó chính là cái sự thành công của CR-V Hybrid. Trong phân khúc xe Hybrid tại Việt Nam thì CR-V Hybrid đã chiếm đến 18% thị phần. Và tôi nghĩ là đó là một thành công rất là lớn đối với một mẫu xe SUV. Và Honda sẽ tiếp tục đưa mẫu xe Civic Hybrid về để thử nghiệm
cái chiến lược về hybrid của họ tại thị trường Việt Nam. Cái lý do thứ hai ấy, mà tôi nghĩ câu chuyện này đó là cái định hướng về mặt công nghệ hybrid của người Nhật. Rõ ràng là chúng ta thấy là các hãng xe lớn của Nhật Bản tại Việt Nam đều đã và đang chuyển mình rất là nhanh và họ đã đưa rất nhiều những mẫu xe hybrid về. Cụ thể như là Toyota sắp tới thì sẽ là Honda, Mitsubishi và đặc biệt là cả Subaru. Thì tôi nghĩ là các hãng xe Nhật Bản họ sẽ đi theo các hãng xe Nhật Bản họ sẽ lựa chọn cái công nghệ mà họ đang có thế mạnh, họ đã có cái kinh nghiệm về nó, họ cảm thấy rằng họ rất tự tin trước cái xu thế điện hóa. Và cái cuối cùng đó là cái thời cơ mặt kinh doanh, đó là xe hybrid. Thì Honda với sự xuất hiện của Honda Civic Hybrid thì cái giải sản phẩm của Civic sẽ được mở rộng hơn và tăng thêm tính cạnh tranh trong cái phân khúc sedan hạng C. Chúng ta thấy mặc dù là cái phân khúc này nó đang có sự đi xuống về mặt thị trường nhưng mà nó cũng kéo theo đó là sự đi xuống về các đối thủ chính, ví dụ như là Mazda 3 hay là Kia K3 và thậm chí là cả Hyundai Elantra. Và đây là cơ hội rất tốt để Honda Civic vươn lên và họ chiếm đến một cái vị trí cao hơn trong phân khúc này. Và đặc biệt đó là về đối thủ chính đó là Hyundai Elantra. Vừa nãy anh cũng đã nhắc tới cơ hội của Honda Civic Hybrid rồi. Vậy cụ thể cơ hội đối với mẫu xe này nó sẽ là như nào trong thời gian tới? Tôi nghĩ rằng là cái cơ hội lớn nhất chúng ta nhìn thấy được ngay đó chính là cái việc mà Honda Civic họ sẽ chiếm lĩnh những cái thị phần từ đối thủ trực tiếp của họ trong cái nhóm phân khúc này, đó là Hyundai Elantra. Vì đây là cái sản phẩm mà có chung cái nhóm đối tượng khách hàng có rất nhiều điểm tương đồng, đó là những người trẻ, những người ham mê tốc độ, những người ham mê cá nhân hóa, cảm giác lái tất cả mọi thứ. Và cái cơ hội này là cơ hội tuyệt vời để mà Honda Civic họ vươn lên. Bởi vì dù sao chúng ta thấy là Honda Elantra cũng cái mẫu mã cũng đã tương đối là cũ rồi, rất lâu rồi chưa ra một bản facelift mới, và con số của Honda Elantra đã có sự giảm trong 2 năm gần đây đã giảm xuống. Trong khi đó thì Civic đã ngược lại tăng lên. Thì đây là cái cơ hội tuyệt vời nhất để Honda Civic vươn lên. Đó, còn cái việc để mà họ có gia tăng sức cạnh tranh với cả những mẫu xe khác như là xe Mazda 3 hay là Kia K3 thì nó sẽ vẫn còn cần một thời gian, bởi vì đó là những mẫu xe mà CKD. Họ có những cái lợi thế về mặt thuế, họ lợi thế về mặt giá bán. Thế nên là họ sẽ phải cần một thời gian nữa để Honda Civic để vươn lên. Nhưng mà tôi nghĩ cái cơ hội chưa ngay trước mắt đó là Hyundai Elantra là đối thủ ngay trước mắt rồi. Vậy bao giờ mà khi chúng ta nói tới cơ hội thì chắc chắn song hành với nó cũng sẽ phải là thách thức nữa. Vậy thì từ góc nhìn của anh, khi mà anh đã theo dõi thị trường cũng rất là lâu rồi, thì anh sẽ thấy là đâu sẽ là những thách thức mà sẽ ngáng chân được Honda Civic, đặc biệt là cái bản hybrid này trong thời gian tới? Tôi nghĩ rằng là những cái gì đang thách thức với Honda Civic phiên bản thuần xăng thì cũng sẽ là những cái thách thức đối với cả Honda Hybrid. Nó sẽ tương tự như nhau thôi. Cái thứ nhất đầu tiên đây là lên một mẫu xe nhập, và do đó là mẫu xe nhập thì cái giá bán nó sẽ cao hơn với cái, và sẽ khó chịu gọi là thiệt thòi hơn về những cái hỗ trợ mặt chính sách thuế rồi giá bán là thứ so với những sản phẩm CKD. Thì đấy là cái trở ngại đầu tiên. Rồi cái trở ngại thứ hai đó là cái câu chuyện về là khách hàng họ sẽ cần một cái mẫu xe mà nó phù hợp hơn về cấu hình. Dù sao chúng ta thấy rằng là Civic Hybrid đã có sự nâng cấp về cấu hình cũng tương đối mạnh so với các đối thủ khác. Cái điểm thách thức thứ hai tôi nghĩ rằng đó là cũng chính là cấu hình của sản phẩm. Mặc dù là Honda Hybrid đã nâng cấp lên động cơ rất là mạnh hơn 200 mã lực so với các phiên bản truyền thống và mạnh gần như là mạnh nhất so với đối thủ trong phân khúc. Nhưng mà tôi nghĩ là nó vẫn thiếu một cái gì đó để nó thực sự là nó thỏa mãn người tiêu dùng. Nếu chúng ta đã nhìn thấy là cách đây trong năm ngoái thôi là Honda đã ra mắt phiên bản Civic Type A số sàn và nó tạo nên một cơn sốt như thế nào. Mặc dù cái giá gấp 3 lần phiên bản số bình thường là hơn 2 tỷ đúng không ạ? Thì chúng mà họ những khách hàng mọi người họ thực sự yêu mến, họ thực sự gọi là thích chơi á, họ vẫn săn lùng để bằng có chiếc xe đó bằng được. Thì tôi nghĩ là cái Honda Civic Hybrid cũng cần phải tiếp cận được câu chuyện đó. Tức là một cái xe nó thỏa mãn được nhiều thứ hơn về mặt cấu hình nhưng mà cái giá bán cũng tương tự. Thì tôi nghĩ là cái việc mà có thể là cái bước thử này, nếu như Honda hoặc Việt Nam họ thực sự họ thành công với mẫu hybrid này thì họ sẽ có thể trong tương lai họ sẽ mang thêm nhiều phiên bản nâng cấp hơn nhưng mà giá phù hợp hơn của Honda Civic về Việt Nam để đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Và nó sẽ mở ra cho Honda Civic một cái phân khúc hoàn toàn mới, đó là phân khúc xe chơi giống như là Suzuki Jimny. Và trước Honda Civic nó sẽ tách ra, rời ra khỏi cái nhóm xe sedan du lịch để trở thành một cái nhóm xe chơi riêng. Và tôi nghĩ đó là cái con đường dài của Honda Việt Nam họ sẽ suy nghĩ về câu chuyện đó. Vậy thì vừa tại sự kiện triển lãm vừa rồi thì Honda Việt Nam cũng họ cũng đã công bố cái mức giá bán rất là cụ thể đối với Civic Hybrid rồi. Vậy thì từ góc nhìn của anh thì anh đánh giá cái mức giá này như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là với cái mức giá khoảng 999 triệu như Honda Việt Nam đã công bố thì đây rõ ràng là một cái sự tính toán có chủ đích của Honda Việt Nam. Vì cái mức giá này thì đã nhấc Civic ra khỏi phân khúc C, nơi mà chúng ta thấy là mặt bằng chung giá sẽ không cao như vậy. Mặc dù là trong phân khúc C thì hiện tại có một mẫu xe duy nhất hybrid đó là Altis, thì cái mức giá của Honda Hybrid cũng cao hơn cái mức giá này. Thì rõ ràng như tôi đã chia sẻ ở trên thì Honda có thể đã toan tính rằng là sẽ đưa Civic Hybrid là nói riêng và Civic nói chung lên một cái phân khúc mới xe chơi. Và nó cái giá nó cao như vậy thì nó sẽ thể hiện, sẽ giúp cho người chủ sở hữu có rất nhiều cái họ cảm thấy là họ có thể họ tự hào về những xe của mình, và họ cảm thấy rằng là nó rất là thử thách, rằng họ thực sự yêu chiếc xe đó hay không, yêu cái mẫu xe đó hay không để họ mua xe này. Vậy từ góc nhìn của anh thì tôi xin phép hỏi thêm một câu nữa, okay. Đấy là anh có thể gợi ý cho Honda Việt Nam một cái đường đi nước bước thế nào đấy để khiến cho mẫu xe này nó thực sự là đúng là chơi, và với mức giá ví dụ kể cả 1.900 hay là nó có thể lên tới 1 tỷ chẳng hạn, nhưng mà người ta vẫn cảm thấy rất là đấy đúng là mẫu xe mà tôi đang cần rồi. Nếu mà về mặt sản phẩm thì tôi nghĩ là nếu Honda Việt Nam cảm thấy họ tự tin vào cái câu chuyện thành công của Honda Civic và họ muốn tạo lập ra một cái vị thế riêng, một sân chơi riêng cho mẫu xe này, thì họ có thể đưa thêm những phiên bản mới mà nó tiệm cận với mẫu Type A. Bởi vì cái thành công của Type A nó đã thể hiện, nó không chỉ đơn thuần là ở thị trường Việt Nam mà thị trường toàn cầu, cái mẫu Honda Civic Type A nó đã rất là nổi tiếng rồi. Và Honda Việt Nam sẽ có thể cân đối giữa các cái tùy chọn để cho cái mẫu xe Civic số tự động bản hybrid này nó có nhiều cái trang bị hơn, nhiều option hơn, mà nó mang lại những cái sự phấn khích khi mà người ta cầm lái, khi mà người sử dụng họ cầm lái. Đó. Mà cái mức giá thì nó vẫn thấp hơn mẫu xe Civic số sàn một chút. Vâng. Đó. Ok, và câu hỏi cuối dành cho anh Quang thì là, thực ra câu này cũng sẽ là một câu hỏi khá là vui nhộn một chút thôi, bởi vì hình ảnh Civic đối với mạng xã hội Việt Nam thì đôi khi nó cũng rất là buồn cười. Mọi người hay mang Civic ra để so sánh với những mẫu xe thực sự là có, đôi khi mà giới chuyên gia họ nói là thực ra không liên quan gì cả. Người ta hay dùng để gõ Porsche. Đó. Thì với anh, với những cái meme mà cộng đồng mạng dành cho Civic như vậy thì nó sẽ đem lại những cái điều gì kể cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực đối với sản phẩm? Đứng góc độ của một người làm về truyền thông và theo dõi thị trường cũng tương đối lâu rồi, thì tôi đánh giá là cái meme đó thì nó không tác động nhiều lắm đến cái kết quả kinh doanh của Honda Civic tại Việt Nam. Vì cái con số thì không bao giờ biết nói dối, và chúng ta đã thấy rằng là trừ khi có những cái meme đó hay có những hình ảnh chế những cái thông điệp vui vẻ đó thì cái con số nó cũng không thay đổi quá nhiều, đúng không? Danh số của Honda Civic nó cũng không thay đổi nhiều. Và những cái, và mặc dù năm nay là Honda Civic đã tiệm cận con số 10% thị phần, thì chúng ta cũng nhìn thấy bởi vì các đối thủ khác họ cũng đã mất đi. Nên nó là cái việc mà có những hình ảnh hay những thông điệp thì tôi nghĩ là nó mang tính giải trí rất là nhiều, mà nó mang tính vui vẻ hơn là nó có tác động tiêu cực hoặc tích cực đến sản phẩm. Giống như tôi chia sẻ một câu của Steve Jobs rất là vui vẻ thôi, đó là stay happy, stay foolish. Để chúng ta cứ vui đi, chúng ta cứ thoải mái đi. Còn cái việc mà những người mà họ hiểu về xe đích thực, những người cầm lái đích thực thì họ cũng hiểu là có gõ được Porsche hay không, họ cũng biết rồi. Đúng rồi. Thì chúng ta cứ được quyền mơ ước mà không ai đánh thuế ước mơ của mình cả. Và chúng ta cứ hãy tin một ngày nào đó chiếc Civic Type A của mình chẳng hạn có thể gõ đầu được Porsche một cách thực sự. Cảm ơn anh Quang rất nhiều vì đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ý kiến của anh Quang về mẫu Honda Civic Hybrid vừa ra mắt tại Việt Nam Motor Show năm 2024. Ý kiến của các bạn thế nào xin hãy để lại bình luận tại các nền tảng số của chương trình Trên Ghế. Và bây giờ đừng quên trải nghiệm mini game ở một phút cuối của chương trình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mini game của tuần này, thử thách Trên Ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên hai làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để truyền đàn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1, share kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa một lần một ngày. Cách 2, đón xem show Trên Ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi. Giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage AutoPro. Chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Trên Ghế.